lò cơm điện tử Electrolux RC7603W. Thì thiết kế cơ bản bên ngoài của nồi đây có cái đồng hồ. Cái đồng hồ này mặc định là lúc nào nó cũng sẽ chạy hết. Cái đồng hồ này dù là máy có bật nguồn hay tắt nguồn thì đồng hồ vẫn chạy. Và pin của cái đồng hồ này nếu như mà mình sử dụng mà hết thì phải chuyển về bên hãng để thay, chứ không có tự thay thế được. Bên trong đây là cái nút bấm bấm để mở. Bên trong là gồm có một cái sẵn hấp đi kèm, một cái cốc đông gạo có ghi cái dung tích ở trên cái cốc, một cái muỗng múc cơm, một cái muỗng múc súp, một cái giá gài. Thì cái giá gài sử dụng nó là xe nó có cái thường trường nè, chụp cái thanh gì đó ở trong đây là cái lòng nồi. Thì cái lòng nồi nó sẽ có chia ra cho mỗi cái chế độ luôn, cái dung tích tối đa hay là gạo lứt, sushi, gạo trộn, này là nấu cháo, cái này là jasmine wine, như thế sticky wine là nét. Bên đây thì cũng tương tự, hai bên giống nhau để dễ xem thôi. Thì là cái kết cấu bên ngoài, cái những nút bấm, nút tắt, hâm nóng, menu, cháo, sushi, thời gian, giờ phút, nhanh chậm, gạo, nếp, lực.